Chào mừng các bạn đến với kênh Hai Nhái Miền Tây. Xin các bạn ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký và bật cái chuông thông báo để đón những video tiếp theo của Hai Nhái Miền Tây. Cảm ơn các bạn. Rồi, hello cả nhà. Hai Nhái Miền Tây chào cả nhà mình nha. Lại là Hai Nhái đây. Thì mình mới đi bứt được cái hả, mới cây về tên mà cái thứ loại này nó mau héo quá cả nhà. Héo tiêu rồi. Thì bữa nay Hai Nhái Miền Tây sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái loại công dụng của cây thuốc này, là nó có tên là cây dời tên. Ngộ không, có tên là cây dời tên nữa ha. Đây là cây dời tên cả nhà. Nó là thân cỏ, nó thân cỏ họ lứt nha cả nhà ha. Thì cái lá của nó nè, nó giống giống như lá lứt. Cái chia của nó, lá lứt thì nó đều hơn, còn cái chia của nó lộn xộn vậy đây. Cả nhà mình coi rõ cây mặt thuốc nha cả nhà, để khi mà mình tìm kiếm thuốc á cả nhà thì mình dễ nhận biết ha. Cây của nó có từng cọng, một bụi của nó là lên nó từng cọng, nó dài như vậy đó. Rồi ở ngoài đây nó có cái lông tơ mịn, thường thường thì nó ở dưới lá này mới có lông tơ, còn bây giờ cây này nó nằm ở trên cái thân này, nguyên cái thân này nó dài nữa nè đó. Thì cây này có công dụng gì nha cả nhà? Thì cái cây này nó là có công dụng là thứ nhất là trị được trúng gió. Những người nào mà bị cảm độ này kia mình có thể mình lấy là vô mình bứt nước xong để mà mình xong nha cả nhà ha. Rồi còn là một công dụng nữa là có thể mình sắc để mình uống để trừ được đau nhức khớp ha. Nó tán phong trừ thấp đó, tê tay tê chân uống rất là hay luôn ha đó. Mình có thể mình chặt ra, cắt những khúc nhỏ nhỏ ra, mình chặt ra mình phơi khô, xong rồi bắt đầu là mình nấu nước đó, mình nấu thuốc mình uống, mình nấu nước bình thường mình uống thôi chứ không cần phải mà nấu sắc gì đâu nha cả nhà ha. Rồi còn một cái công dụng tuyệt đỉnh nữa là cái công dụng này là thuộc về dạng nhân gian nha cả nhà. Thời khi mà chưa có sách vở thì người ta đã biết dùng lấy để cho con nít đó. Con nít nó uống ha. Con nít, nhưng mà con nít cũng trọng trọng nha cả nhà, chứ không phải mà con nít nó nhỏ quá. Nít cỡ khoảng chừng 5 tuổi, 10 tuổi rồi đổ lại đó ha, là thường là những cái tuổi đó nó cũng ưa bị ban, sởi đó. Thì nếu như mà bị ban, phát ban thì mình có thể lấy cái nước này mình nấu để mà mình tắm cho nó mau ra ban ha. Còn con nít mà nhận biết ban thì thường thường giấc chiều quá cả nhà, thì nó ưa có là nóng, sốt, hơi hầm hầm. À, nóng sốt hầm hầm ha, mình gờ đầu nó cứ hầm 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 ấm ấm hoài, mà mình gờ ở cái tái tai của nó đó, cái tái tai này nè ha, mình gờ lên đây thì nó rất là lạnh, nó lạnh ngắt thôi đó. Thì đối với cái cây này thì mình có thể mình hả là bứt đọt nè ha, bứt cây đọt hoặc là mình tét lá không và mình đâm xong rồi mình dắt lấy nước ha, mình cho đứa nhỏ đó nó uống thì nó trừ được can, sau này nó không có bị là ban nữa ha, trị được ban rất là tốt luôn. Nó làm cho hạ sốt, đang sốt mà giữa giấc khuya ha. Ở quê mà đâu có bệnh viện gì đâu nữa gần đó. Thì ngày xưa người ta ưa lấy cái lá này, người ta bứt vô người ta dắt lấy nước cho nó uống là nó hạ sốt đó, rất là hay ha. Còn cái đọt này thì mình cũng có thể đọt non á cả nhà, mình có thể mình bứt mình luộc mình chấm ăn rất là ngon ngọt đó. Đơn giản không cả nhà ha. Bữa nay thì Hai Nhái Miền Tây mình sẽ chia sẻ là bao nhiêu đây thôi. Cái chủ đích đó là cây thuốc đó. Nhìn kỹ để cả nhà mình biết để mà mình đi tìm nha cả nhà ha. Rồi sớm Hai Nhái Miền Tây hái một bó nè đó. Cái này thì cũng có rất nhiều anh chị em là cái dùng của anh chị em đó không có cả nhà ha, không có. Thì nói Hai Nhái Miền Tây, Hai Nhái Miền Tây sẽ đi bứt và Hai Nhái Miền Tây gửi ha, gửi cho hoặc tặng đó. Hoàn toàn là không đồng đó. Không có tiền nha cả nhà ha. Cả nhà mình an tâm cái chuyện đó nha đó. Cứ đừng có ngại ha. Mỗi việc mà nếu như mà mình cần cái cây thuốc gì đó mà nếu như mà không có thì cứ việc gọi cho Hai Nhái Miền Tây với số điện thoại là 0971319964, gọi trực tiếp vào cái Zalo Hai Nhái Miền Tây sẽ tiếp ha. Rồi có cần cái gì đó Hai Nhái Miền Tây hỗ trợ, Hai Nhái Miền Tây sẽ hỗ trợ ha. Thì bữa nay Hai Nhái Miền Tây chia sẻ bao nhiêu đây thôi, đối với cây thuốc này là như vậy.
Đó, cả nhà mình đó là nếu như ai mà mới đến kênh Hai Nhái Miền Tây ha, mới biết được thì nhớ đó là đăng ký kênh nha cả nhà, để đón những cái video tiếp theo của Hai Nhái Miền Tây, và có thể cần Hai Nhái Miền Tây hỗ trợ gì đó thì Hai Nhái Miền Tây sẽ hỗ trợ cho ha. Rồi bữa nay là bao nhiêu đây thôi, rồi Hai Nhái Miền Tây kết thúc video nha, chào cả nhà mình nha.